Chào các bạn trở lại, Khải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Bạn có biết vì sao vận khí của bạn suy hay không? Vì sao họa tới liên hồi không kịp trở tay? Vấn đề của bạn, bạn không biết làm sao người khác rõ. Hãy ngồi xuống tĩnh tọa, điều hòa hơi thở, sẽ có đáp án. Trong thiền tông có một công án về chiếc gậy thét. Một người đàn ông đến gặp thiền sư, nói rằng mình đang rất đau khổ vì gia đình. Đã bao ngày qua không có cách giải quyết, không có cách nào giải quyết được vấn đề đó, tâm trạng không thể nào được an ổn. Càng nghĩ càng đau đầu, đầu như muốn nổ tung. Thiền sư mở lời, uống trà đi. Người đàn ông vẫn than thở trên gương mặt đau khổ. Thiền sư bèn lấy một chiếc gậy, gõ thật mạnh vào đầu của ông ta. Ông ta giật mình thét lên, ôi đau quá, sao người lại đánh tôi? Thiền sư bình lặng trong giây lát, quay sang hỏi, ông còn có đau không? Vẫn rất đau, thế vấn đề của ông đến đây nhờ tôi tìm đáp án là gì? Người đàn ông chợt đốn ngộ về hành động của thiền sư, cùng ngồi xuống uống trà. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp nghịch cảnh, gia đạo bất hòa, con cái không vâng lời, bạn bè lừa gạt ta, mất tiền của, thậm chí ly tán và phá sản. Những vấn đề làm ta vô cùng đau khổ, càng nghĩ đầu càng như muốn nổ tung, tràn ngập câu hỏi, vì sao và làm thế nào? Vấn đề không nằm bên trong, đáp án nằm bên ngoài của vấn đề. Câu chuyện chiếc gậy thép là một ví dụ. Người đàn ông mãi ôm vấn đề của mình trong lòng, không chịu rời nó. Càng ngày nó càng lớn dần, lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm. Ngay thời khắc chiếc gậy thép đập vào đầu, vấn đề đau khổ ấy tự khắc biến mất. Vì lúc ấy vấn đề thay thế bằng cơn đau bất chợt về hành động khác thường của vị thiền sư. Vì vậy khi bạn quá đau khổ hay bế tắc, hãy nhớ rằng vấn đề nó tự mất nếu bạn chú tâm vào một việc nào khác. Phương pháp tĩnh tọa hành thiền là một bí kíp để bạn tìm ra vấn đề đang mắc phải. Khi bạn chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở, dần dần tâm trí sẽ tĩnh lặng, phương pháp sẽ hiện ra trước mắt. Thông thường bạn không khó để thực hiện phương pháp này, nhưng vào thời hạn vẫn kém, vận khí của bạn suy, chấp ngã của bạn rất cao, không ai có thể khuyên nhủ được bạn. Bạn luôn muốn lao đầu vào vấn đề, vừa vận kém, vừa chướng ngại, lại vừa chấp ngã. Vậy giải pháp cho vấn đề của vấn đề là gì? Đó chính là sự chuẩn bị ngay từ thời khắc này, chuẩn bị cho các vấn đề và cả chuẩn bị cho cái chết. Trang bị cho tâm trí mình một sự vững chãi, cho tâm trí sự bình lặng trước sóng gió. Khi nó kéo đến, bạn không bị cuốn theo. Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng gây nhau, anh sai, tôi đúng, cô sai, tôi đúng. Trong cơn nổi giận, chỉ có cái tôi là đúng. Nếu một trong hai người hạ mình, một trong hai người tạm bỏ đi chỗ khác, đợi nguội nguội quay về, căng thẳng sẽ giảm đi đáng kể. Con cái đang làm giặt đòi ăn đòi đồ chơi này nọ, bạn đừng quan tâm đến thái độ của chúng, chúng sẽ giảm dần sự làm giặt ấy. Người mất tiền mất của, có đau lòng như thế nào cũng đã mất rồi. Tìm sự việc khác chú tâm vào sẽ giảm đi sự bực dọc ấy. Vấn đề không nằm bên trong, không nằm bên trong của vấn đề, tạm bỏ chúng sang một bên thì vấn đề đó không bám theo bạn nữa. Nói thì dễ mà làm thì không dễ. Mấu chốt của vấn đề là ngày ngày ta huân tập điều gì, tâm tánh sẽ tương ưng như thế. Nếu bạn có sự chuẩn bị cho tâm trí mình một sự thanh tịnh qua các giáo pháp,
qua hành thiền, qua ý thiện, nghĩ thiện. Tức ngày ngày bạn huân tập điều thiện. Khi có xung đột, có chướng ngại, bạn không bị nó đánh mất tâm trí. Nói dễ hiểu hơn, sau thời gian tu dưỡng tâm tánh, tự giác ngộ mỗi khi có chướng ngại. Cái chướng ngại ấy giờ đây không còn ngăn ngại bạn nữa, vì bạn không đặt nặng nó, vì bạn giảm dần cái tôi. Không có cái tôi thì làm sao có chữ tôi khổ? Làm sao có tôi có vấn đề? Vì vấn đề không có nơi để bám vào. Người ta mắng em dạ A Di Đà Phật. Người ta khen em vẫn dạ A Di Đà Phật. Người khen họ có thể tiếp tục khen để khuyến thiện về sau khi làm được việc tốt. Nhưng với người mắng họ sẽ chán hành động đó. Bản thân Khải Toàn không đặt nặng vấn đề khen chê thì nó không phải vấn đề của Khải Toàn. Suy cho cùng cũng do nghiệp quả. Vận hạn phụ thuộc vào mệnh của mỗi người. Mệnh là quả thì tạo tác đời trước là nhân. Đời này có cơ hội chuyển hóa thông qua sự tu dưỡng, thông qua mở lòng bố thí. Người có cái nhìn đơn giản, họ phản biện, tại sao lại phải bố thí? Tiền đâu mà bố thí? Trong suy nghĩ của họ, cứ nghĩ bố thí phải là tiền bạc. Suy nghĩ quá đơn giản. Xin thưa chư vị, trước tiên mở lòng bố thí cho chính mình, sự thanh tịnh. Tự thưởng cho tâm trí của mình những ý niệm thiện lành. Bố thí cho chính mình, chưa phải bố thí cho người khác, cũng chẳng phải là tiền bạc. Bố thí sự chấp ngã. Cho nó đi, đừng ôm nó vào lòng. Vận hạn kém, làm không việc gì thành. Chỉ có bố thí cho mình bằng sự buông xả. Buông xả vấn đề thì tự khắc đáp án sẽ xuất hiện. Câu chuyện chiếc gậy thét là một ví dụ. Các vị gia chủ đến trải lòng với Khải Toàn về công việc dạo này không thông, làm gì cũng thất bại. Khải Toàn luôn gợi ý hai phương pháp. Một là hành thiền, hai là khấn nguyện điều lành đến với người người. Trong video 28 bước dưỡng thân dưỡng thần, Khải Toàn có chia sẻ hai chủ đề này. Sau một thời gian 1 đến 3 tháng, vận khí chuyển biến rõ rệt. Chính bản thân họ ngày ngày tự hành thiện thông qua ý thiện, ngữ thiện. Tự sản sinh khí trường thiện, sẽ tương ưng với những người cùng từng sống. Bạn thích nghe pháp sẽ tìm đến những hội nhóm hay kênh có thuyết pháp. Đây là lẽ thường vì chính bạn đã trồng nhân thiện. Dĩ nhiên trong cuộc sống có hàng vạn pháp môn, thật khó có thể dùng một hay hai phương pháp để thay đổi được vận hạn. Giả dụ bạn sinh mùa xuân hè, mỗi sáng đứng trước bàn thờ hay sau khi ngồi tĩnh tọa hành thiền, để nguyện điều lành, bạn nên gõ vào chiếc chuông đồng. Đây là âm thanh của kim, tốt với mệnh khuyết kim thủy, đối với người sinh mùa xuân hè. Nếu bạn sinh mùa thu đông thì sau khi khấn nguyện, gõ vào chiếc mỏ mộc hay chạm vào một tượng gỗ đẹp là tự gia tăng thêm mình cho điều lành. Người sinh mùa xuân hè thường thiếu kim thủy, tự tìm cho mình một món trang sức vàng bạc hay dùng. Nguyện những điều lành vào vật này là tự gia tăng vận may. Với người sinh mùa thu đông thiếu mộc hỏa, tìm vòng gỗ trầm hoặc đá quý màu đỏ tím, tự khấn nguyện cũng có thể tự cho mình may mắn. Vạn vật đều có từ trường, bao gồm cả tâm lý con người. Vì vậy, đồ vật chỉ là hình tướng. Không thể nào có từ trường mạnh mẽ bằng ý chí con người. Nếu bạn có tôn giáo, bạn tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào một người thân nào đó ở bên kia phù hộ bạn, có thể tự kết nối vị hộ mệnh của mình. Khải Toàn có chia sẻ về bài Thần Hộ Mệnh, mời các bạn tự ngẫm. Vận khí suy, làm ăn thất bại, nhiều người lại nghĩ đến chuyện cúng bái, nghĩ đến chuyện giải hạn. Không có thần linh nào giải được nghiệp quả ta đã bay, chỉ thêm tốn tiền của, tốn công sức của mình khi làm vào điều đó. Càng tổn giảm phước khi cúng bái sát sanh,
thần vật không vì ích sinh lợi mà xoay chuyển vận khí của bạn một cách dễ dàng. Khoan vội đi tìm thần ở cõi khác, hãy đi tìm những vị thần ngay gần bên bạn. Họ là những bậc thiện tri thức. Hãy tự ngẫm lại, khi ai đó cầu cứu bạn, nói họ đang có vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng phải bạn gặp họ và mở lời, hãy bình tĩnh, chuyện đâu còn có đó, từ từ ngồi xuống nói tôi nghe. Bình là bình thường, tĩnh là không động, bình tĩnh là người đang thiền. Trong lời văn trên, bạn có quán xét được điều gì hay không? Thứ nhất, bạn cần đi tìm người có khả năng cho bạn lời khuyên, có khả năng cho bạn sự thông đạt. Đó chính là vị thần sống của bạn. Họ là bậc thiện tri thức. Giống như trong câu chuyện Chiếc Gậy Thép, người đàn ông tìm đến thiền sư để đốn ngộ sau khi bị đập vào đầu. Ngày ngày bạn gặp được những vị như vậy, bạn sẽ hấp thụ được từ trường thiện lành từ họ. Những người chẳng bao giờ than vãn, những người luôn bình tĩnh khi nguy nan, vì họ điều phục được tâm của mình. Thứ hai, luôn cố gắng bình tĩnh. Khi bình tĩnh mới có ý nghĩ sáng, mới có con đường, mới có lối thoát cho vận khí suy. Một anh gia chủ ngoài 40 đến gặp Khải Toàn chia sẻ. Năm trước anh ta chia ly gia đình, phá sản, con cái mỗi người một nơi, tài sản, nhà cửa, đất đai, vợ đứng tên hết. Em mất trắng, em tuyệt vọng. Thời gian đầu em tìm bạn nhậu, nghĩ rằng sau khi say sẽ quên hết chuyện này. Nhưng khi tỉnh dậy, đau khổ vẫn còn đó mà cơ thể rã rời vì kiệt sức. Sau 2 tháng, em tĩnh tâm được đôi phần, nghe các bài giảng của thầy trên mạng về Phật Pháp và phong thủy, em dần dần lấy lại niềm tin. Nay em mạnh dạn đến gặp thầy, muốn biết vì sao vận số của em lại như vậy. Các bạn thấy đó, vận khí suy đi tìm đến những nơi có từ trường u ám, tìm đến những người bạn có từ trường tiêu cực, thì vận khí lại càng đi xuống. Vận hạn là một phần, ta tạo tác như thế nào thì nó sẽ tăng hay giảm theo. Bạn sống đời này, không gặp chướng ngại, không vượt qua, bạn không thể nào được lên lớp. Chúng ta đến với thế gian này để học hỏi, để thi đậu, để trả những món nợ. Chưa trả xong những món nợ thì không có cơ hội tạo được phước lành. Rồi đời sau tiếp tục như thế. Giống như một học sinh không vượt qua kỳ thi phải đi thi lại, rớt thì ở lại, đậu thì lên lớp, rồi lại học, học và thi, đến khi đậu được mới tốt nghiệp. Khải Toàn hồi đáp với anh gia chủ ấy, anh có gì đâu mà mất. Anh đến với thế gian này để trả nợ, trong mệnh của anh hiển thị thông tin như thế. Có phải cả đời anh làm việc vất vả, tiền có rất nhiều rồi lại mất, không còn thời gian cho gia đình con cái, thì làm sao có được gia đạo viên dung. Anh đến với kiếp sống này là để trả nợ, nay anh đã trả xong rồi, phần sau là phần anh tự tạo phước. Anh vẫn quay lại con đường cũ, con đường làm ăn cũ, chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn kiếm tiền và kiếm tiền, không mở lòng bố thí, không mở lòng cho chính mình, thì anh lại mất tiền cũ lần nữa. Thứ anh mất đó chính là sự an lạc. Sự an lạc thì nó vẫn luôn ở đó, nó chẳng đi đâu cả, tự anh vứt nó vào một góc nào đó. Rồi anh lại than sao anh lại khổ. Bước đầu anh đã có duyên với Phật Pháp, anh đã quảng kết thiện duyên với những đồng đạo. Đó là bước đầu giúp anh khai ngộ, tự thay đổi vận khí của mình. Từ bây giờ, bạn hãy trang bị cho tâm lý của chính mình những ý niệm thiện lành, tự gieo cho mình những hạt giống quang minh. Dần dần vận khí của bạn sẽ hưng vượng, phước báo sẽ đến. Thông qua con đường hành thiền học Phật, thông qua quảng kết thiện duyên với người thiện lành. Không chỉ may mắn về phước báo
hạt giống này còn là tiền đề cho bạn về cõi lành. Không ai thoát khỏi được cái chết, không ai biết được mình chết lúc nào. Dù bạn có sợ hãi hay trốn tránh chữ chết thì đó là một lẽ thường trong đời sống này. Có sinh sẽ có diệt, nhưng chúng ta có thể chuẩn bị hành trang cho cái chết, chuẩn bị cho tâm thức của chính mình. Trong cuộc sống, không ít lần chúng ta gặp nghịch cảnh, gia đạo bất hòa, con cái không vâng lời, bạn bè lừa gạt ta, mất tiền của, thậm chí ly tán và phá sản. Những vấn đề làm ta vô cùng đau khổ, càng nghĩ đầu càng như muốn nổ tung, tràn ngập câu hỏi, vì sao và làm thế nào? Vấn đề không nằm bên trong, đáp án nằm bên ngoài của vấn đề. Câu chuyện chiếc gậy thép là một ví dụ. Người đàn ông mãi ôm vấn đề của mình trong lòng, không chịu rời nó. Càng ngày nó càng lớn dần, lâu ngày sẽ dẫn đến trầm cảm. Ngay thời khắc chiếc gậy thép đập vào đầu, vấn đề đau khổ ấy tự khắc biến mất. Vì lúc ấy vấn đề thay thế bằng cơn đau bất chợt về hành động khác thường của vị thiền sư. Vì vậy, khi bạn quá đau khổ hay bế tắc, hãy nhớ rằng vấn đề nó tự mất nếu bạn chú tâm vào một việc nào khác. Phương pháp tĩnh tọa hành thiền là một bí kíp để bạn tìm ra vấn đề đang mắc phải. Khi bạn chú tâm vào hơi thở, theo dõi hơi thở, dần dần tâm trí sẽ tĩnh lặng, phương pháp sẽ hiện ra trước mắt. Thông thường bạn không khó để thực hiện phương pháp này, nhưng vào thời hạn vận kém, vận khí của bạn suy, chắc ngã của bạn rất cao, không ai có thể khuyên nhủ được bạn. Bạn luôn muốn lao đầu vào vấn đề, vừa vận kém, vừa chướng ngại, lại vừa chấp ngã. Vậy giải pháp cho vấn đề của vấn đề là gì? Đó chính là sự chuẩn bị ngay từ thời khắc này, chuẩn bị cho các vấn đề và cả chuẩn bị cho cái chết. Trang bị cho tâm trí mình một sự vững chãi, cho tâm trí sự bình lặng trước sóng gió. Khi nó kéo đến, bạn không bị cuốn theo. Trong đời sống hàng ngày, vợ chồng gây nhau, anh sai, tôi đúng, cô sai, tôi đúng. Trong cơn nổi giận, chỉ có cái tôi là đúng. Nếu một trong hai người hạ mình, một trong hai người tạm bỏ đi chỗ khác, đợi nguội nguội quay về, căng thẳng sẽ giảm đi đáng kể. Con cái đang làm giặc đòi ăn đòi đồ chơi này nọ, bạn đừng quan tâm đến thái độ của chúng, chúng sẽ giảm dần sự làm giặc ấy. Người mất tiền mất của, có đau lòng như thế nào cũng đã mất rồi. Tìm sự việc khác chú tâm vào sẽ giảm đi sự bực dọc ấy. Vấn đề không nằm bên trong, không nằm bên trong của vấn đề, tạm bỏ chúng sang một bên thì vấn đề đó không bám theo bạn nữa. Nói thì dễ mà làm thì không dễ. Mấu chốt của vấn đề là ngày ngày ta huân tập điều gì, tâm tánh sẽ tương ưng như thế. Nếu bạn có sự chuẩn bị cho tâm trí mình một sự thanh tịnh qua các giáo pháp, qua hành thiền, qua ý thiện, nghĩ thiện, tức ngày ngày bạn huân tập điều thiện, khi có xung đột, có chướng ngại, bạn không bị nó đánh mất tâm trí. Nói dễ hiểu hơn, sau thời gian tu dưỡng tâm tánh, tự giác ngộ mỗi khi có chướng ngại, cái chướng ngại ấy giờ đây không còn ngăn ngại bạn nữa, vì bạn không đặt nặng nó, vì bạn giảm dần cái tôi. Không có cái tôi thì làm sao có chữ tôi khổ? Làm sao có tôi có vấn đề? Vì vấn đề không có nơi để bám vào. Người ta mắng em dạ A Di Đà Phật. Người ta khen em vẫn dạ A Di Đà Phật. Người khen họ có thể tiếp tục khen để khuyến thiện về sau khi làm được việc tốt, nhưng với người mắng họ sẽ chán hành động đó. Bản thân Khải Toàn không đặt nặng vấn đề khen chê thì nó không phải vấn đề của Khải Toàn. Suy cho cùng cũng do nghiệp quả, vận hạn phụ thuộc vào mệnh của mỗi người.
Mệnh là quả thì tạo tác đời trước là nhân. Đời này có cơ hội chuyển hóa thông qua sự tu dưỡng, thông qua mở lòng bố thí. Người có cái nhìn đơn giản, họ phản biện, tại sao lại phải bố thí? Tiền đâu mà bố thí? Trong suy nghĩ của họ, cứ nghĩ bố thí phải là tiền bạc. Suy nghĩ quá đơn giản. Xin thưa chư vị, trước tiên mở lòng bố thí cho chính mình sự thanh tịnh. Tự thưởng cho tâm trí của mình những ý niệm thiện lành. Bố thí cho chính mình chưa phải bố thí cho người khác, cũng chẳng phải là tiền bạc. Bố thí sự chấp ngã, cho nó đi, đừng ôm nó vào lòng. Vận hạn kém, làm không việc gì thành. Chỉ có bố thí cho mình bằng sự buông xả. Buông xả vấn đề thì tự khắc đáp án sẽ xuất hiện. Câu chuyện chiếc gậy thét là một ví dụ. Các vị gia chủ đến trải lòng với Khải Toàn về công việc dạo này không thông, làm gì cũng thất bại. Khải Toàn luôn gợi ý hai phương pháp. Một là hành thiền, hai là khấn nguyện điều lành đến với người người. Trong video 28 bước dưỡng thân dưỡng thần, Khải Toàn có chia sẻ hai chủ đề này. Sau một thời gian 1 đến 3 tháng, vận khí chuyển biến rõ rệt. Chính bản thân họ ngày ngày tự hành thiện thông qua ý thiện, ngữ thiện. Tự sản sinh khí trường thiện, sẽ tương ưng với những người cùng từng sống. Bạn thích nghe Pháp sẽ tìm đến những hội nhóm hay kênh có thuyết Pháp. Đây là lẽ thường vì chính bạn đã trồng nhân thiện. Dĩ nhiên trong cuộc sống có hàng vạn pháp môn, thật khó có thể dùng một hay hai phương pháp để thay đổi được vận hạn. Giả dụ bạn sinh mùa xuân hè, mỗi sáng đứng trước bàn thờ hay sau khi ngồi tĩnh tọa hành thiền, để nguyện điều lành, bạn nên gõ vào chiếc chuông đồng. Đây là âm thanh của kim, tốt với mệnh khuyết kim thủy, đối với người sinh mùa xuân hè. Nếu bạn sinh mùa thu đông thì sau khi khấn nguyện, gõ vào chiếc mỏ mộc hay chạm vào một tượng gỗ đẹp là tự gia tăng thêm mình cho điều lành. Người sinh mùa xuân hè thường thiếu kim thủy, tự tìm cho mình một món trang sức vàng bạc hay dùng. Nguyện những điều lành vào vật này là tự gia tăng vận may. Với người sinh mùa thu đông thiếu mộc hỏa, tìm vòng gỗ trầm hoặc đá quý màu đỏ tím, tự khấn nguyện cũng có thể tự cho mình may mắn. Vạn vật đều có từ trường, bao gồm cả tâm lý con người. Vì vậy, đồ vật chỉ là hình tướng. Không thể nào có từ trường mạnh mẽ bằng ý chí con người. Nếu bạn có tôn giáo, bạn tin vào thiên địa quỷ thần, tin vào một người thân nào đó ở bên kia phù hộ bạn, có thể tự kết nối vị hộ mệnh của mình. Khải Toàn có chia sẻ về bài Thần Hộ Mệnh, mời các bạn tự ngẫm. Vận khí suy, làm ăn thất bại, nhiều người lại nghĩ đến chuyện cúng bái, nghĩ đến chuyện giải hạn. Không có thần linh nào giải được nghiệp quả ta đã vay, chỉ thêm tốn tiền của, tốn công sức của mình khi làm vào điều đó. Càng tổn giảm phước khi cúng bái sát sanh, thần vật không vì ít xính lễ mà xoay chuyển vận khí của bạn một cách dễ dàng. Khoan vội đi tìm thần ở cõi khác, hãy đi tìm những vị thần ngay gần bên bạn, họ là những bậc thiện tri thức. Hãy tự ngẫm lại, khi ai đó cầu cứu bạn, nói họ đang có vấn đề rất nghiêm trọng, chẳng phải bạn gặp họ và mở lời, hãy bình tĩnh. Chuyện đâu còn có đó, từ từ ngồi xuống nói tôi nghe. Bình là bình thường, tĩnh là không động, bình tĩnh là người đang thiền. Trong lời văn trên, bạn có quán xét được điều gì hay không? Thứ nhất, bạn cần đi tìm người có khả năng cho bạn lời khuyên, có khả năng cho bạn sự thông đạt. Đó chính là vị thần sống của bạn. Họ là bậc thiện tri thức. Giống như trong câu chuyện chiếc gậy thét, người đàn ông tìm đến thiền sư để đốn ngộ sau khi bị đập vào đầu. Ngày ngày bạn gặp được những vị như vậy, bạn sẽ hấp thụ được từ trường thiện lành từ họ.
Những người chẳng bao giờ than vãn, những người luôn bình tĩnh khi nguy nan, vì họ điều phục được tâm của mình. Thứ hai, luôn cố gắng bình tĩnh. Khi bình tĩnh mới có ý nghĩ sáng, mới có con đường, mới có lối thoát cho vận khí suy. Một anh gia chủ ngoài 40 đến gặp Khải Toàn chia sẻ: năm trước anh ta chia ly gia đình, phá sản, con cái mỗi người một nơi, tài sản, nhà cửa, đất đai, vợ đứng tên hết. Em mất trắng, em tuyệt vọng. Thời gian đầu em tìm bạn nhậu, nghĩ rằng sau khi say sẽ quên hết chuyện này. Nhưng khi tỉnh dậy, đau khổ vẫn còn đó mà cơ thể rã rời vì kiệt sức. Sau 2 tháng, em tĩnh tâm được đôi phần, nghe các bài giảng của thầy trên mạng về Phật Pháp và phong thủy, em dần dần lấy lại niềm tin. Nay em mạnh dạn đến gặp thầy, muốn biết vì sao vận số của em lại như vậy. Các bạn thấy đó, vận khí suy đi tìm đến những nơi có từ trường u ám, tìm đến những người bạn có từ trường tiêu cực thì vận khí lại càng đi xuống. Vận hạn là một phần, ta tạo tác như thế nào thì nó sẽ tăng hay giảm theo. Bạn sống đời này không gặp chướng ngại, không vượt qua, bạn không thể nào được lên lớp. Chúng ta đến với thế gian này để học hỏi, để thi đậu, để trả những món nợ. Chưa trả xong những món nợ thì không có cơ hội tạo được phước lành, rồi đời sau tiếp tục như thế. Giống như một học sinh không vượt qua kỳ thi phải đi thi lại, rớt thì ở lại, đậu thì lên lớp, rồi lại học, học và thi, đến khi đậu được mới tốt nghiệp. Khải Toàn hồi đáp với anh gia chủ ấy: anh có gì đâu mà mất. Anh đến với thế gian này để trả nợ, trong mệnh của anh hiển thị thông tin như thế. Có phải cả đời anh làm việc vất vả, tiền có rất nhiều rồi lại mất, không còn thời gian cho gia đình con cái, thì làm sao có được gia đạo viên dung. Anh đến với kiếp sống này là để trả nợ, nay anh đã trả xong rồi, phần sau là phần anh tự tạo phước. Anh vẫn quay lại con đường cũ, con đường làm ăn cũ, chỉ nghĩ đến chuyện làm ăn kiếm tiền và kiếm tiền, không mở lòng bố thí, không mở lòng cho chính mình, thì anh lại mất tiền cũ lần nữa. Thứ anh mất đó chính là sự an lạc. Sự an lạc thì nó vẫn luôn ở đó, nó chẳng đi đâu cả, tự anh vứt nó vào một góc nào đó. Rồi anh lại than sao anh lại khổ. Bước đầu anh đã có duyên với Phật Pháp, anh đã quảng kết thiện duyên với những đồng đạo, đó là bước đầu giúp anh khai ngộ, tự thay đổi vận khí của mình. Từ bây giờ bạn hãy trang bị cho tâm ý của chính mình những ý niệm thiện lành, tự gieo cho mình những hạt giống quang minh. Dần dần vận khí của bạn sẽ hưng vượng, phước báo sẽ đến. Thông qua con đường hành thiền học Phật, thông qua quảng kết thiện duyên với người thiện lành, không chỉ may mắn về phước báo, hạt giống này còn là tiền đề cho bạn về cõi lành. Không ai thoát khỏi được cái chết, không ai biết được mình chết lúc nào. Dù bạn có sợ hãi hay trốn tránh chữ chết thì đó là một lẽ thường trong đời sống này, có sinh sẽ có diệt. Nhưng chúng ta có thể chuẩn bị hành trang cho cái chết, chuẩn bị cho tâm thức của chính mình. Đừng làm các việc ác, hãy làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh. Bất kể khi nào vận của bạn suy, gặp chướng ngại, hãy nhớ câu chuyện về chiếc gậy thép để tự thức tỉnh chính mình. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.